Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết đến thời điểm này, Việt Nam chưa ghi nhận bất cứ trường hợp nào mắc bệnh do virus Ebola. Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh nguy hiểm này xâm nhập vào nước ta là cao, vì trên thực tế thì mỗi ngày có 10 người từ vùng có dịch Ebola nhập cảnh vào Việt Nam. Theo Cục Y tế Dự phòng, từ ngày 11 đến ngày 26 tháng 8, lực lượng kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu quốc tế đã ghi nhận 128 người đi từ các quốc gia có dịch Ebola nhập cảnh vào Việt Nam. Trung bình, mỗi ngày có khoảng 10 người từ vùng dịch Ebola nhập cảnh vào Việt Nam, chủ yếu tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và sân bay Nội Bài. Trong số những người nhập cảnh này, có 30 người là công dân Việt Nam trở về từ Liberia và 98 người Nigeria. Hiện nay chỉ có 1 trên 128 trường hợp đã qua 21 ngày đi từ vùng dịch Ebola nhập cảnh vào Việt Nam. Vì thế, Bộ Y tế thường xuyên liên hệ với người nhập cảnh để theo dõi, giám sát tình trạng sức khỏe của họ. Ngành y tế cũng đang rà soát về nhân lực, thuốc, trang thiết bị phòng chống dịch và xây dựng danh mục dự trữ ngành y tế để đáp ứng kịp thời khi dịch bệnh xảy ra.